Đến chiều ngày 5 tháng 10, đã có 11 địa phương phản hồi về kế hoạch khôi phục hàng không nội địa. Trong đó, 8 địa phương ủng hộ việc nối lại các chuyến bay, 2 địa phương đề nghị tạm thời chưa khai thác và riêng thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi đưa ra quyết định. Sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài, việc nối lại hoạt động vận tải hàng không được cho là cần thiết để góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt và an toàn với dịch bệnh. Tỉnh Điện Biên là một trong 7 địa phương đầu tiên thống nhất với phương án khôi phục hàng không nội địa. Tỉnh đã ban hành các quy định về điều kiện an toàn phòng chống dịch đối với hành khách và đội ngũ nhân viên làm việc tại sân bay. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, việc nối lại các chuyến bay không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ các hoạt động thu hút đầu tư và triển khai các dự án bị chậm do dịch bệnh thời gian qua. Đến thời điểm này, 8 địa phương gồm Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất hoặc đồng ý một phần kế hoạch bay nội địa. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng và tỉnh Gia Lai đề nghị tạm dừng chưa khai thác các chuyến bay đi và đến địa bàn. Riêng thành phố Hà Nội hiện vẫn chưa đưa ra quan điểm đồng thuận hay không mà yêu cầu Cục Hàng không phải làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến an toàn phòng chống dịch như tiêu chí đối với hành khách, phương án bố trí phương tiện đưa đón khách đến các địa phương khác. Theo đại diện các hãng hàng không, Hà Nội là một trong 2 trung tâm hàng không với lượng hành khách lớn nhất cả nước bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là đầu mối kết nối các trung tâm kinh tế của cả nước. Do vậy, kế hoạch khôi phục bay nội địa của các hãng sẽ phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch của Hà Nội. Thank you.